Phong thủy có thể giúp người khá hơn, cầu thần bái thần có thể giúp người hanh thông hơn. Tuy nhiên chỉ là ngắn hạn nếu mệnh không đủ phước. Vì phong thủy hay cầu thần là pháp thế gian, vạn vật chịu sự chi phối của âm dương và không thể thoát khỏi nhân quả. Người tuổi Tý hay sinh tháng Tý, ngạo mạn, khó thuyết phục, yêu thương gia đình. Sửu lầm lì bao dung, thành công cần nỗ lực rất nhiều. Tuổi Dần hay sinh tháng Dần, vốn quân tử, nóng giận, khó kiểm soát. Mão thì cực đoan, đáng tin, thích sống cùng gia đình. Mật Mã Thìn uy nghi, biến hóa, thích nghi tốt. Tỵ linh hoạt, kiêu căng, thay đổi để hòa hợp. Mật Mã Ngọ nóng như lửa, cực đoan, thích tự do, không chịu lệ thuộc. Mùi thì lầm lì, hoài bão, giả tâm lớn trong sự nghiệp, bao dung trong tình thân. Thân giao tiếp giỏi, yêu thương gia đình, người hướng bên ngoài. Dậu rất bảo thủ, đáng tin, cần mẫn, yêu thương gia đình hết mực. Tuổi Tuất hay sinh tháng Tuất, biết thu phục vì tài ăn nói, giỏi kinh doanh, trọng gia đạo. Mật Mã Hợi, cọc tính, không phân tranh, dễ gặp quý nhân. Trên là gớm gọn về 12 tiêu sinh, tức 12 con giáp. Chỉ xét theo năm sinh, hoàn toàn không đủ cơ sở để chính xác. Những người bạn năm xưa của ta học chung, giờ mỗi người mỗi sự nghiệp. Vì vậy, xét mệnh cần xét chuyên sâu. Ngay cả sinh cùng ngày giờ cùng nơi chưa hẳn giống nhau. Khác tên họ, khác gia cảnh sẽ khác khá nhiều. Nhất là người được sinh trong gia đạo có tín ngưỡng, hay trong gia đạo có sự giáo dưỡng thiện lành. Mệnh lý ở mức độ chuyên sâu như tử vi hay bát tự có tính chính xác khá cao. Chính vì sự phức tạp của những phương trình này nên không phải ai cũng có thể học được. Trong 50 chương của 3 nhóm học phong thủy online, Khải Toàn chia sẻ trình bày chi tiết về bát tự tứ trụ từ cơ bản đến chuyên sâu, phong thủy nhà ở từ loan đầu đến lý khí huyền không phi tinh, và dành thêm 10 chương về tu học, học thuật số hay xem mệnh. Nếu biết mệnh mình kém phước phần nào nên ra sức tu sửa. Tu sửa cũng như ngành nghề của thế gian, cần phương pháp phương tiện, cần thầy lành bạn tốt, cần thực hành theo lời trong kinh, mai ra mới có thể tiến bộ, tự mình tạo lập số mệnh. Đây là sinh thần bát tự của một anh sinh năm 85. Mệnh của anh rất giàu có, mệnh nhiều tài lộc. Ngày sinh giáp hành mộc dương, cung chính tài là cung thổ âm. Mệnh có cả sao lộc thần. Ngày sinh giáp có chữ Dần là sao lộc thần. Sao hoa cái đại diện cho tài hoa, sao quý nhân đại diện cho cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ, dễ tai qua nạn khỏi. Và sao dịch mã, dễ đi xa, dễ di chuyển, thay đổi chỗ ở và công việc. Anh sinh mùa kim vượng, tiết khí bạch lộ. Mệnh của anh thiếu mộc hỏa. Và quan trọng, tên của anh thuộc hành mộc, đúng dụng thần mệnh khuyết. Nếu một người sinh cùng ngày tháng năm sinh với anh, tên thuộc kim là nhiều bất lợi hơn. Vì vậy, họ tên của ta hoặc danh xưng ảnh hưởng lớn đến vận trình của mỗi người. Đây là mệnh nhiều tiền của, tức ngày sinh mộc cung tài rất là vượng, có cả sao lộc thần, là hai trong bốn mật mã phát tài. Cuộc sống bên ngoài của anh rất giàu có, tuy còn trẻ tuổi nhưng rất tài giỏi. Phong thủy có thay đổi được vận khí. Phong thủy là một phương tiện tốt nếu dùng đúng, ví như một ly cà phê, ngon với người này nhưng dở với người khác, khẩu vị không như nhau. Chư vị đặc biệt lưu ý, phong thủy chỉ là một phương tiện, không thay đổi được nhân quả. Người đổi được nhân quả là người biết tu học. Người học bát tự tứ trụ có thể luận đoán được khi nào phát tài, thời vận tốt xấu, đại vận tiểu vận có những mật mã gì. Chỉ dừng lại ở việc luận đoán, không thể thay đổi kết quả, trừ khi chính người ấy dụng công tu học, đoạn ác tu thiện, đủ công phu sẽ thay đổi vận mệnh, thay đổi khác với lá số. Khải Toàn sẽ ví dụ những trường hợp thay đổi số mệnh trong bài thông qua tu thiện. Trong quá trình tham khảo bài, cần kết hợp tài liệu và video từng chương. Kết hợp như thế sẽ dễ hiểu. Trong mỗi video trên YouTube, phần mô tả video
chư vị nhấn vào phần mở rộng, nhấn vào số phút sẽ tu nhanh đến đoạn cần học. Trong quá trình soạn thảo 48 chương cho 3 nhóm học phong thủy online, không thể tránh thiếu sót, xin chư vị mở lòng. Khải Toàn sẽ lý giải chi tiết những việc trên. Ngoài những bài chia sẻ về phong thủy, Khải Toàn dành thêm thời lượng diễn giải về con đường cải tạo vận mệnh thông qua tu học. Chư vị hãy xem tất thảy những bài giảng giải này như một môn học hay giáo học, không nên đặt nặng vấn đề tôn giáo. Những từ chư vị nên lưu tâm: dụng thần, tức là ngũ hành thiếu hay là ngũ hành khuyết, tức là ta thiếu, ta khuyết, cần bổ sung. Kỵ thần là ngũ hành dư, ngũ hành kỵ, nên hạn chế. Nhật can hay là mệnh ngày sinh là hạt giống của tứ trụ. Suy là yếu, cần bổ sung. Vượng là dư, cần hạn chế. Mệnh hay lá số là ngày tháng năm giờ sinh mỗi người. Vận, thời vận, mỗi đại vận là 10 năm, mỗi tiểu vận là mỗi năm. Tất cả bài tập cần kết hợp video chú giải trên YouTube, giúp chúng ta xem bài dễ trọn vẹn hơn. Những bài xem chưa hiểu, chư vị hãy đọc lướt qua bài tiếp theo, sau đó trở lại bài cũ sẽ dễ tiếp thu. Trong 3 nhóm phong thủy học này, nhóm 1 là nhóm cơ bản bàn về mệnh lý bát tự tứ trụ, mệnh khuyết và phong thủy loan đầu. Nhóm phong thủy nâng cao bàn về phong thủy địa lý, huyền không phi tinh. Và cuối cùng, nhóm bát tự nâng cao bàn về tứ trụ chuyên sâu. Phong thủy là cân bằng, thiếu tức là khuyết, dụng thần tức là ngũ hành thiếu, kỵ tức là dư là ngũ hành kỵ, ta nên hạn chế. Bát tự tứ trụ xét cả 8 ô, năm, tháng, ngày giờ sinh và cả giới tính. Chưa bàn về tứ trụ, giảng giải về mệnh khuyết hay mệnh thiếu theo mùa sinh sau đây. Khải Toàn xin nhắc lại, chư vị học mệnh lý nên tạm quên đi kiến thức cũ về niên mệnh. Giả dụ người sinh 93 năm Quý Dậu, theo nạp âm là kiếm phong kim. Theo thuyết này, nghĩ mình cần kim, với người sinh năm 93 lại sinh vào mùa thu các tháng thân dậu, dùng thêm kim là tự tổn hại mình, tự kìm hãm vận khí của chính mình mà không hay, vì đa phần họ kỵ kim thiếu mộc. Thuyết ngạ mệnh giúp tìm ra dụng thần tức ngũ hành thiếu và kỵ thần ngũ hành kỵ của một sinh thần bát tự hay còn gọi là lá số, cho việc chọn vật dụng đúng nhằm cân bằng từ trường, vì phong thủy giúp con người cân bằng hài hòa với tự nhiên. Trong mệnh lý, ngày sinh tức là nhật can là hạt giống của mệnh. Tháng sinh khống chế ngũ hành, tức trụ tháng có ngũ hành mạnh nhất trong tứ trụ. Ví dụ sinh vào mùa xuân, thường là dư mộc thiếu kim. Sinh vào mùa hè nóng, dư hỏa thiếu thủy. Sinh vào mùa thu, cây cối sơ sát, kim vượng thiếu mộc. Và sinh vào mùa đông, tiết khí lạnh, dư thủy thiếu hỏa. Trong 24 tiết khí, 4 tiết khí, cốc vũ, đại thử, xương gián, đại hàn thường là dư thổ, rơi vào 4 tháng, thìn, mùi, tuất, sửu. Xin lưu ý, mùa sinh cần kết hợp với ngày sinh tức nhật can, hợp cục trong tứ trụ. Chư vị chỉ cần tìm ra ngày giờ sinh của những người xung quanh, tra đi tra lại cho vài mươi người, xem tính cách của họ như thế nào, ngành nghề họ đang làm, chúng ta sẽ biết được sự kỳ diệu của thuyết ngạ mệnh, hay còn gọi là bát tự mệnh khuyết. Khải Toàn sẽ ví dụ một. Người này sinh ngày thủy, quý thủy hành âm, sinh vào tháng mão mộc. Tháng mộc, mùa xuân, tức là kỵ mộc, năm có mão, hợi mão hợp mộc, mộc chiếm phần lớn lá số, mất cân bằng. Dụng thần của người này là kim. Ví dụ bát tự hai, sinh ngày thủy, sinh tháng hỏa, hỏa vượng, tỵ là hỏa, mùa hè là hỏa, tỵ ngọ hợp hỏa, người này kỵ hỏa thiếu thủy. Ngày sinh nhâm thủy đa phần cần luôn kim, trừ khi sinh vào mùa thu. Riêng tháng tuất là tháng chuyển mùa từ mùa thu qua mùa đông, đa phần là người kỵ thổ và kỵ hỏa. Bây giờ các bạn hãy tra app lịch việc hoặc là vào website một tra lá số, ghi lại tứ trụ của mình xem có những mật mã gì.
Tìm ra ngày giờ sinh của những người xung quanh, ta sẽ biết được tính cách của họ như thế nào. Tra đi tra lại nhiều lần, ta sẽ có sự khảo nghiệm chính xác. Còn đây là một ví dụ khác cho mệnh vô cùng giàu có. Anh này là giám đốc một công ty với hơn 400 nhân sự. Anh sinh ngày Thủy, sinh năm Tuất, tháng Tuất, ngày Sửu, giờ Tỵ. Mệnh này thổ hỏa chiếm phần lớn lá số. Sinh ngày Thủy, không đủ kim và thủy sinh cho mệnh ngày, tức là thân nhược. Các bạn xem những chương sau sẽ hiểu về thân nhược và thân vượng. Thổ và hỏa chiếm phần lớn lá số. Cung mình khắc là cung tài, cung khắc mình là cung danh dự, chức vị, địa vị. Anh là người vô cùng giàu có và có chức vị cao. Mệnh tương tự như vậy, cần kết hợp vào thời vận. Thời vận nào có kim và thủy là thời vận tốt. Nếu thời vận không có kim thủy, đây là một lá số rất kém. May mắn thay, thời vận đa phần có kim hoặc thủy. Các bạn vào website mục tra lá số sẽ hiển thị những mật mã. Thiên tài là mật mã giúp người. Hoa cái là mật mã tài hoa. Quý nhân là cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Và cả tai qua nạn khỏi. Tu sửa hành vi. Khi nào phát tài, tình cảm ra sao, thời vận biến động tốt xấu, tất thảy thấy trong ngày giờ sinh của ta, nếu chư vị có kiến thức về thuật số. Tuy nhiên, cuộc đời là một vòng biến thiên, mệnh sẽ thay đổi phụ thuộc vào sự tích công bồi phước. Chư vị học thuật số, giải mã mệnh lý của chính mình, hiểu được vì sao có những việc phước mình kém, vì sao mình thất bại, vì sao người thân của mình mất vào năm ấy, tất thảy được thấy trong vòng vận mệnh. Khi xem đến giai đoạn ấy, chư vị nhất định quyết tâm tu hành. Cũng chính vì cơ duyên này, Khải Toàn đã chỉ rõ vận mệnh cho những vị gia chủ và khuyến thiện họ phương pháp tu tập. Họ cảm nhận được số mệnh của mình như thế nào, cảm nhận được lời thiện, hạ công phu tu sửa ba nghiệp. Dụng phong thủy. Dùng phong thủy là tu sửa từ trường phù hợp với mình, với cả hoàn cảnh. Tu hành là lấy đời sống hành vi hàng ngày ra sửa đổi, chỉ đơn giản như thế. Khải Toàn dành nhiều tâm tư biên soạn lại các bài tập này. Trước là giảng giải phong thủy học đơn giản, sau là khuyến thiện chư vị phương pháp tu học. Giúp mình, giúp người, xin chư vị Bồ Tát đang xem bài mở lòng đón nhận. Phương pháp phong thủy ứng dụng. Phong thủy học hay đời sống đều có nhiều phương pháp và cách ứng dụng khác nhau trong ba nhóm bài Khải Toàn biên soạn: luận về bát tự tứ trụ, mệnh lý theo bát tự tứ trụ và dụng thần mệnh khuyết, phong thủy lan đầu và huyền không phi tinh, không đề cập đến những trường phái khác như niên mệnh, bát trạch, sao hạn, xin chư vị lưu tâm. Với những bác 50-60 tuổi do ảnh hưởng tư tưởng cũ vẫn tin dùng bát trạch, kim lâu, hoa ngốc. Xưa đúng, nay chưa hẳn đã phù hợp. Ví như ngày xưa cả nhà sống cùng nhau, nông nghiệp phát triển, ngày nay con cháu đi xa lập nghiệp, không còn ở cùng cha mẹ, khoa học công nghệ phát triển. Vì vậy khi ứng dụng nên khéo léo với hoàn cảnh hiện thời. Dù dụng bất kỳ phương pháp nào, bản thân chúng ta cần kiên trì. Kiên trì cần thời gian để khảo nghiệm, tự đúc kết cho mình những phương pháp phù hợp. Không nên thái quá, không khéo mất cân bằng. Giả dụ người thiếu thủy kỵ hỏa, vẫn cần ánh nắng của mặt trời. Khi trời lạnh vẫn cần tắm nước ấm. Dụng phong thủy để cân bằng, không nên xem kỵ thần, tức ngũ hành kỵ là hung thần. Mặt khác, dụng phong thủy thái quá sẽ mất cân bằng, tâm không an. Tâm tánh hành vi con người là từ trường mạnh nhất, vì tâm an vạn sự thông. Chọn nhà kiểu mẫu như thế nào? Mệnh lý mỗi người ít nhiều phụ thuộc vào ngôi nhà đang sinh sống.
dù là nhà mua, nhà thuê, nhà mướn, ở tạm, ở trên 3 tháng sẽ ảnh hưởng đến vận khí những người sống trong nhà. Lưu tâm đầu tiên, tuyệt đối tránh chọn nhà không vong. Như thế nào là nhà không vong hay còn gọi là xuất quái? Trong đồ hình bài 3 có ghi chú. Ví dụ, 158 độ. Nằm giữa hướng Nam và hướng Đông Nam là ngôi nhà xuất quái. Không nên chọn ngôi nhà có tọa độ cộng trừ 2 độ ngay tại tâm điểm này. Các bạn nhìn vào đồ hình. Tiếp theo là hạn chế chọn nhà thiếu góc. Nhà chữ L, nhà nở hậu không phải là nhà tốt. Nhà vuông vắng mới là ngôi nhà tốt. Nhà hướng Tây thường rẻ hơn, căn hộ hướng Tây cũng vậy. Vì nắng hại nên cân nhắc. Nói về chọn nhà, quang cảnh bên ngoài là quan trọng nhất. Đối diện nên thông thoáng, kỵ nhà quá cao và quá gần, giống như là ta bị bí bách. Kỵ cây to trước nhà, kỵ cột điện, ống cống, nóc nhà phía xa nhọn xông vào, kỵ đối diện khe hở hai tòa nhà. Về hướng nhà, trên la bàn trong bài Khải Toàn có ghi chú. Ví dụ ở cung Tỵ, tuổi Dần ngọ Tuất sẽ kỵ nhà ở cung Tỵ sẽ phạm phải vong thần, đây là mật mã thị phi kiện tụng. Tương tự, cung Thân, ta có tuổi Tỵ Dậu Sửu. Cung Hợi, ta có Thân Tý Thìn. Và cuối cùng, cung Dần, ta có Hợi Mão Mùi. Ví dụ tuổi Hợi Bảo Mùi, cửa nhà không nên ở cung Dần. Chư vị tìm hiểu khóa học phong thủy online có thể tham khảo tại hai website phongthuykhaitoan.com hoặc là phongthuycaivận.org. Chương 4 Ngũ Hành. Ngũ hành là một khám phá của người xưa. Phương pháp học cho người bình thường, học đi học lại sẽ thực hành nhiều lần, dần dần sẽ sáng tỏ. Trên bảng trên đây, ta có 5 ngũ hành tương sinh và tương khắc. Theo vòng tròn là sinh. Theo mũi tên ngôi sao là khắc. Ví dụ, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ và thổ khắc thủy. Ngoài sinh ra còn có tiết. Ví dụ, người sinh ngày thuộc kim, người sinh tháng thuộc thủy, thủy vượng sẽ tiết hao kim. Theo lý thuyết cơ bản, ta có Dần Mão Thìn thuộc Mộc ở phương Đông, Tỵ Ngọ Mùi thuộc Hỏa ở phương Nam, Thân Dậu Tuất thuộc Kim ở phương Tây, Hợi Tý Sửu thuộc Thủy ở phương Bắc. Nhưng trên la bàn kèm theo trong bài tập, trong tài liệu sẽ có phân chi tiết từng ngũ hành. Ví dụ, Thìn là Thổ, Tốn là Mộc, Tỵ là Hỏa, Tuất là Thổ, Càn là Kim, Hợi là Thủy. Trong 12 địa chi có ẩn tàng thiên can, 10 thiên can và 12 địa chi, ví dụ trong Tý có ẩn can quý, trong Ngọ có đinh và kỷ. Trong 12 địa chi, Tý Ngọ Mão Dậu thuộc một nhóm, đây là nhóm cực đoan, ngũ hành không thể thay đổi. Bất kỳ ngũ hành nào hợp với Tý cũng là thủy. Tý Ngọ Mão Dậu không biến chất, không thay đổi ngũ hành. Thìn Tuất Sửu Mùi được đại diện cho bao dung, nhân ái, biết thu phục. Dần Thân Tỵ Hợi đại diện cho nhóm, uyển chuyển theo thời thế. Ví dụ, Thân là Kim nhưng Thân Tý có thể hợp thủy. Tỵ và Dần rất là biến hóa. Và cả Hợi, Tỵ vốn là Hỏa nhưng mà hợp với Dậu là Kim, hợp với Ngọ là Hỏa. Mười thiên can ta chia ra âm và dương. Giáp Ất Mộc, Bính Đinh Hỏa, Mậu Kỷ Thổ, Canh Tân Kim, Nhâm Quý Thủy. Năm can bên trái là dương, năm can bên phải là âm. Tính dương cứng nhắc, trực tiếp, lạc quan. Tính âm thì mềm mại, uyển chuyển, bi quan. Ví dụ, đa phần những người sinh ngày âm, tức là nhật can, là những người giàu tình cảm, dễ bi lụy chuyện tình cảm. Đây là bảng ngũ hành sinh khắc hợp của 12 địa chi. Ví dụ, Thân Tý Thìn là thuộc thủy, Tý Sửu cũng hợp thủy, Sửu Tỵ Dậu là hợp kim, Sửu Tý là hợp thủy.
Đây là những đồ hình tương sinh và tương khắc của thiên can và địa chi. Dấu cộng là hành dương, dấu trừ là hành âm. Để dễ hiểu về sự tương khắc, chúng ta lấy đồng cung. Đồng cung khắc nhau, ví dụ giáp là mộc dương, mậu là thổ dương, giáp mậu sẽ khắc nhau. Ngược lại, giáp là mộc, kỷ là thổ, nhưng mà thổ là thổ âm, giáp kỷ lại hợp thổ. Tương tự như thế, bính với canh khắc nhau, cùng dương, hoặc là đinh với tân khắc nhau, cùng hành âm. Đây là đồ hình tam hợp lục hợp và cả trực xung phá hình hại. Ví dụ năm thìn. Năm thìn, tuổi thìn gặp năm thìn là trực, gặp năm tuất là xung, gặp năm mão là hại, gặp năm sửu là phá. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, năm sinh và ngày sinh thích hợp, không thích trùng khắc phá. Trong các ví dụ này, xung là xấu nhất. Ví dụ năm thìn, tuổi tuất là xung là xấu nhất, qua năm tỵ tuổi hợi là xấu nhất. Tuy nhiên còn phải xét theo bát tự tứ trụ dụng thần mệnh khuyết là gì. Ta có bát tự ví dụ thứ 6, người này sinh ngày hỏa. Sinh ngày hỏa thường thích mộc và thích hỏa, sinh ngày hỏa hành âm. Sinh tháng thủy, người này là người kỵ thủy. Nhâm thủy, chủ tháng có lực mạnh nhất. Nhâm thủy thuộc thủy. Tý hợi hợp thủy, hợi tý sửu hợp thủy. Mệnh có tương hợp là tốt, nhưng tuy nhiên nhật can là hỏa, thủy quá nhiều, đây là người mệnh thân nhược, cuộc đời nhiều biến động, dễ trắc trở. Tính theo địa chi, ta có đinh nhâm hợp mộc. Mời các bạn xem lại trang trước. Đinh nhâm hợp mộc là tốt, hợi tý sửu tương hợp là tốt, sửu dậu cũng hợp là tốt. Để biết một lá số tốt hay kém, cần xem cả đại vận. 10 năm như thế nào, vận trình con người mỗi 5 năm thay đổi rất nhiều. Bàn về địa chi, tính cách một con người được luận thông qua mệnh ngày sinh hay là nhật can, trụ địa chi tháng sinh và cả trụ năm sinh. Kể toàn sơ lược về 4 nhóm. Nhóm đầu tiên là Tý Ngọ Mão Dậu, đây là nhóm cực đoan. Người có 4 mật mã này, Tý Ngọ Mão Dậu, tượng trưng cho 4 nguồn sức mạnh lớn nhất trên trái đất. Tý tượng trưng cho thủy, Ngọ tượng trưng cho hỏa, Dậu tượng trưng cho kim và Mão tượng trưng cho mộc. Ta có ví dụ 30 tháng 5 năm 84, người sinh ngày Giáp hành mộc dương, người sinh nhật can hành dương, tính cách vốn mạnh mẽ. Người sinh ngày Giáp là cây đại thụ, tính cách không chịu luồn cuối trước ai khác. Trụ năm là Tý, trụ tháng là Ngọ, trụ ngày là Tý. Có 3 mật mã cực đoan. Tính cách người này 9 trên 10 phần là hướng ngoại và cương hơn nhu. Là người khó điều phục nhưng là người đáng tin. Mệnh sinh tháng hỏa, sinh ngày mộc, sinh tháng hỏa, đây là mệnh kỵ mộc hỏa, cần kim thủy. Mời các bạn xem tài liệu. Khải Toàn xin nhắc lại, xét về tính cách một người, xét theo nhật can tức mệnh ngày sinh, sau đó xét trụ tháng và trụ năm sinh. Ở dưới là trụ địa chi. Ví dụ như tháng Ngọ năm Tý. Nhóm thứ hai, dần thân tỵ hợi, là kiểu người dễ thay đổi, biến hóa không lường, dễ thích nghi với môi trường. Người có tháng sinh dần thân tỵ hợi, tính cách thường thay đổi đa dạng, khiến người khác khó thể nắm bắt được. Tuy nhiên còn quan trọng bên cạnh xuất hiện ngũ hành nào. Ví dụ tháng Dần, người sinh tháng Dần kế bên gặp năm Tý, Tý Ngọ Mão Dậu, khiến cho tính cách tăng thêm phần khó đoán.
Nếu gặp thìn tuất sửu mùi, lập tức được chế phục trở nên bình hòa. Nhóm thứ ba là nhóm khá tốt. Thìn tuất sửu mùi thường đại diện cho đất đai nhà cửa. Thìn là thủy khố, tuất là hỏa khố, sửu là kim khố, mùi là mộc khố. Mệnh bát tự xuất hiện bốn chữ này đại diện cho người có năng lực tích trữ và lòng bao chứa rộng lớn. Người sinh vào các tháng thìn tuất sửu mùi thường có tính cách năng lực bao dung, biết điều hòa, biết thu phục lòng người, biết tích trữ, nghỉ ngơi lấy sức. Miêu tả họ tinh tế, dịu dàng và hòa giải. Đây là một nhóm người khá tốt. Vì vậy, tính cách của một người được luận qua mệnh ngày sinh, trụ địa chi tháng sinh và trụ năm sinh. Mời các bạn xem chương 6. Để ứng dụng tốt phong thủy nên chú trọng ngôi nhà đang ở, không thể nào bỏ qua củ cung quẻ dịch. Đồ hình phương vị tương ứng mỗi thành viên trong ngôi nhà. Mời các bạn xem thêm từ tài liệu. Giả dụ ta là con trai lớn, tương ứng với phương vị hướng đông. Nếu mệnh kỵ mộc thiếu kim tại hướng đông trong ngôi nhà hoặc tầng lầu thường xuyên ta ở, không nên có nhiều đồ vật thuộc hành mộc, nên bổ sung thuộc hành kim. Ví dụ như màu trắng xám, đồ đồng, kim loại. Bổ sung đúng ngũ hành thiếu, đúng phương vị của mình, gia tăng đáng kể vận khí cho bản thân. Trong phần bát tự chuyên sâu có đề cập chi tiết về thập thần, thần sát số học, khi nào phát tài, vận trình cha mẹ, hôn nhân con cái, mật mã quý nhân, chư vị có khả năng tham khảo phần phong thủy chuyên sâu. Ví dụ bạn là người cha trong gia đình, nên chú trọng đến phương vị Tây Bắc. Nếu là người mẹ, nên chú trọng phương vị Tây Nam, kết hợp với lại sinh thần bát tự, dụng thần mệnh khuyết. Nếu bạn là nữ gia chủ, thiếu thủy, kỵ hỏa, thì tại phương vị Tây Nam không nên bài trí nhiều đồ vật thuộc hành hỏa, bài trí thêm đồ vật thuộc hành thủy, màu xanh, màu đen. Ở những chương sau, có hướng dẫn về cách đo tọa độ và phân cung ngôi nhà để tìm chính xác phương vị, hoặc đơn giản nhất, chư vị kẻ chéo hai góc của một ngôi nhà, đứng ngay giữa nhà, dùng la bàn trên điện thoại xoay để tìm phương vị mình muốn tìm. Các vị nếu ứng dụng được củ cung quẻ dịch, không thể thay đổi vận trình nhanh, nhưng ít nhất là giảm đi vận không tốt. Vào đời nhà Minh, trong gia đình nọ, người mẹ bảo với con trai: "Con à, trong lúc cha con còn sống, mong con học y khoa, sau này dùng y thuật cứu được bao nhiêu sinh mạng, con hãy thôi học khoa cử." Một hôm nọ, chàng thư sinh đến chùa Từ Vân, gặp một tiên sinh họ Khổng. Anh thuật lại câu chuyện về ý nguyện của cha mẹ. Tiên sinh bảo: "Ngươi là người của chốn quan trường, năm sau sẽ đỗ đạt, không thể thành danh y." Anh lại về thưa với mẹ. Mẹ nghe thế mời Khổng tiên sinh đến vì ông tinh thông lý số. Khi đến nhà thăm, ông chỗ tài luận đoán nhiều việc trong gia đạo. Người mẹ nghe và hoàn toàn tin tưởng. Khổng tiên sinh luận số mệnh cho người con trai: năm nào thi đỗ, thứ hạng bao nhiêu, làm quan huyện nào, được thưởng bao nhiêu lúa gạo, năm nào gặp họa, vô cùng chi tiết. Khổng tiên sinh còn bảo: số phận anh lận đận, anh sẽ không có con nối dõi, thọ mạng của anh chỉ 53 tuổi, mất ở nơi nào. Và cứ như thế, cuộc đời của người thanh niên ấy diễn biến hoàn toàn đúng với lời tiên đoán. Từ họa hay phước, quan vị và bổng lộc, dù bản thân rất cố gắng đến cỡ nào cũng không thể tiến xa hay thay đổi được. Vào một ngày nọ, khi ông đã gần 50, trước khi trở về quốc tử giám, ông đến núi Thê Hà bái kiến thiền sư Vân Cốc Hội. Hai người tĩnh tọa trong phòng thiền 3 ngày 3 đêm. Vị thiền sư Vân Cốc bảo: "Ông là cao nhân nơi nào? Người phàm không thể tọa thiền 3 ngày mà tâm không vọng niệm, không nghĩ tưởng." Ông bèn kể lại câu chuyện Khổng tiên sinh khi xưa đã đoán mệnh. Dù cố gắng thế nào, cuộc đời ông vẫn không thay đổi khác được. Giờ trong tâm ông buông xả tất cả,
không còn mong mỏi và lưu tâm việc gì. Vị thiền sư Vân Cốc cười to và đáp: tưởng ông là cao nhân, hóa ra ông cũng là phàm phu. Vị thiền sư bèn tiếp: số mệnh là có thật, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tự lập vận mệnh cho chính mình. Vị thiền sư lý giải vì sao ông không có con, vì sao ông không đạt quan vị cao. Thông qua sự thiếu độ lượng, tính khí còn nóng nảy, cơ thể nhược, vị thiền sư dùng Phật và Nho khai thị cho ông. Số mệnh của ông vốn phước mỏng, đời này thiếu sự tu tập, không tích đức hành thiện, nên vận khí đúng với lời tiên đoán của Khổng tiên sinh khi xưa. Sau hôm ấy, ông về nói lại hết sự việc cho vợ mình. Ông và vợ bèn lập ra một quyển sổ, quyết tâm mỗi ngày làm 3 việc lành. Một năm trôi qua, đến kỳ thi thăng quan, ông đạt hạng nhất. Trong lời tiên tri năm xưa, Khổng tiên sinh ghi năm này ông chỉ đạt được hạng 3. Tức là lời tiên đoán đã dần thay đổi. Ông đã thay đổi danh xưng là Viên Liễu Phàm. Liễu là đoạn, phàm là phàm phu. Ông đã đoạn ác hành thiện tích đức theo lời thiền sư Vân Cốc chỉ dạy. Đoạn phàm phu quyết tâm hành thiện thay đổi số mệnh. Cư sĩ Viên Liễu Phàm sống đến 74 tuổi, làm quan lớn dưới quyền trực tiếp của vua. Ông có 2 người con trai, ông để lại 4 lời dạy cho con ông. Câu chuyện Liễu Phàm tứ huấn từ đó truyền đến ngày nay về sự tự lập số mệnh. Chư vị có thể tin vào việc mình có thể thay đổi số mệnh không? Khác với lá số vốn có được không? Bản thân thể toàn, mệnh gốc vốn kém. Mệnh gốc kém, mệnh không có tiền tài, cũng không có danh tiếng chức vị. Cuộc sống nghèo khó, thiếu sự giáo dưỡng, bản tính chấp ngã, thất bại trong công việc, thất bại trong tình cảm. Chính vì đau khổ và bế tắc, tìm đến phong thủy như một chiếc phao cứu sinh, dần hồi phục niềm tin và tìm đến thiền định, pháp Phật. Khi có ít kiến thức về mệnh lý, đã thấy rõ vận mệnh của mình kém phước. Khi thông đạt pháp Phật ít phần, đã nỗ lực đoạn ác tu thiện, tu sửa ba nghiệp thân miễn ý. Vì thế may mắn có được chút phước báo như ngày hôm nay, mong muốn khuyến thiện chư vị tu học tự cải tạo vận mệnh cho chính mình. Chào các bạn trở lại. Chương 7: Tính chất thiên can. Thiên can là chòi, tức là 10 can giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. 12 địa chi là gốc, là 12 con giáp. Trong bát tự tứ trụ, mệnh ngày sinh tức là nhật can. Chư vị nên lưu ý điểm này, mệnh ngày sinh là gốc, ảnh hưởng lớn đến tính cách vận trình của con người và cả tướng mạo một người. Mệnh tốt là 4 thiên can của lá số có sự tương hợp, không bị hình khắc xung. 4 địa chi cũng như vậy, nên là tam hợp lục hợp, ví dụ hợi tý sửu, dần mão thìn hoặc là thân dậu tuất. Nếu kết hợp lại, mệnh ngày sinh và trụ tháng sinh có cùng một ngũ hành với nhau, trong ví dụ này, sinh ngày hỏa, sinh tháng hỏa thường là mệnh tốt, hoặc là sinh ngày hỏa, sinh tháng mộc cũng được xem là mệnh tốt. Trong 2 ví dụ này, ví dụ số 8, sinh ngày hỏa, sinh tháng hỏa là mệnh tốt. Ví dụ thứ 9, sinh ngày hỏa, sinh tháng thủy thường là mệnh không tốt, cuộc đời nhiều sự hình khắc. Ta thêm ví dụ số 10, ngày sinh hành thổ, thổ dương, tức là mậu thổ, sinh tháng thủy. Mệnh có thủy vượng, tý sửu hợp thủy, mệnh có hợp là tốt, nhưng mà mậu nhâm là khắc với nhau. Người sinh ngày thổ, mệnh tứ trụ không đủ hỏa hoặc thổ, sinh vào tháng thủy vượng lại có lục hợp là thủy. Mệnh này thuộc thân nhược, tuy có nhiều cơ hội về tài lộc. Đây được gọi là tài nặng can nhẹ, can tức là nhật can. Tài là cung tài tinh.
Phàm những người sinh ngày thuộc hành dương tính cách mạnh mẽ, cứng rắn, không bỏ cuộc. Nhóm 1 bài 1 đến bài 10 trang thứ 23, đây là tính cách của 10 nhật can. Điểm mấu chốt cho việc chọn dụng thần, ngoài phương pháp ngạ mệnh, tức là tính theo mùa sinh, nên xét rõ nhật can là gì. Nhật can tức là mệnh ngày sinh, tính chất dương ưa hình khắc, không ngại đấu tranh va chạm. Tính chất hành âm, thích được sinh trợ, nhẫn nại, dẻo dai. Ta lấy ví dụ đầu tiên, ngày Giáp hành mộc dương đại diện cho cây đại thụ, cây cổ thụ. Tính chất là cây to, thường không ngại va chạm, nhưng bản thân của những người sinh ngày này khó luồn cúi trước ai khác, khó thích nghi với hoàn cảnh. Ngược lại, người sinh ngày Ất hành mộc âm thường là người nho nhã, tính cách chịu khó, nhẫn nại. Khải toàn nhắc lại, chương 8.1, tính cách dương, ngày sinh thuộc dương, Giáp Bính Mậu canh nhâm. Cứng nhắc, trực tiếp, lạc quan, độc lập, vô tư, họ không ngại va chạm, vất vả mới thành tài, theo đuổi mục tiêu lớn hơn. Với tính chất người sinh ngày thuộc hành âm, Ất Đinh Kỷ Tân Quý, thường là mềm mại, uyển chuyển, bi quan, nhu thuận, nhút nhát. Họ là những người rất là nhẫn nại, nhưng đồng thời họ là những người dễ bi ai trong chuyện tình cảm. Ta có ví dụ ngay đây. Người sinh ngày canh kim là hành kim dương. Đa phần người sinh ngày hành kim, lời nói dễ gây sát thương, dễ làm người khác hiểu nhầm. Người sinh ngày kim, sinh tại tháng kim, thường là mệnh tốt, nhưng quá nhiều kim là người đầy sát khí. Dậu thân lại hợp kim, người này kim quá vượng. Người sinh ngày kim, sinh tháng kim, kim vượng, đa phần cần bươn chải ở ngoài đời sớm mới mong thành tài. Ví dụ kế bên, người sinh ngày tân kim, hành kim âm, đây là người nho nhã, nhẫn nại. Tiếp theo chương 8.2, nhật can cường vượng và suy nhược. Ví dụ số 11, người sinh ngày kỷ hành thổ. Sinh vào tháng ngọ, sinh vào tháng hỏa, hỏa sinh cho thổ, thường là mệnh cường vượng. Tức là tháng sinh được sinh cho ngày sinh của mình. Ngọ là hỏa, mùa hè là hỏa, ngọ mùi hợp hỏa, ngọ tuất cũng hợp hỏa, lục hợp có hai hợp thành hỏa. Đây được coi là ngày sinh cường vượng hoặc là nhật can cường vượng. Ví dụ số 12, người sinh ngày thủy, sinh vào tháng hỏa. Mệnh không đủ kim hay thủy. Đây là ngày sinh suy nhược, tức là trụ tháng sinh hoặc là tứ trụ không có đủ ngũ hành sinh cho ngày sinh của mình. Trong mệnh lý, ngày sinh cường vượng, nhật can cường vượng thường tốt hơn là suy nhược. Khi cường vượng, gặp bao gian nan, bao khó nhọc đều có thể vượt qua. Ví dụ số 13, ngày sinh canh hành kim, sinh tháng dậu là kim, có dậu thân hợp kim. Đây là ngày sinh cường vượng. Ví dụ số 14, người này sinh ngày quý hành thủy, sinh vào tháng mùi là thổ hỏa. Đây được xem là nhật can suy nhược, nhược tức là yếu. Điều khác biệt lớn nhất giữa nhật can cường vượng và nhật can suy nhược như sau. Nhật can tức là mệnh ngày sinh ở thế vượng, ưa thích công việc, danh tiếng, hình khắc, vì bản thân ví như một người mập mạp, khỏe mạnh, phải làm việc để tiêu hao đi sức lực. Ngược lại với nhật can suy nhược, điều đầu tiên là cần sự hợp tác, cần tri thức, cần giúp đỡ, phải làm cho bản thân vượng lên mới có thể quản được công việc và tài lộc. Khải toàn xin nhắc lại, chương 8.1, đầu tiên ta xét ngày sinh tức là nhật can của mình thuộc âm hay thuộc dương. Nếu thuộc dương, thường thích sự hình khắc. Nếu nhật can thuộc hành âm thì thích sinh trợ hơn là thích hình khắc, luôn sợ đấu tranh, luôn ngại đấu tranh. Tiếp theo, ta xét xem nhật can vượng hay nhược. Vượng tức là ngày sinh của mình được tháng sinh hoặc là có tam hợp lục hợp hỗ trợ cho ngày sinh. Ví dụ, sinh ngày thổ có đủ hỏa, sinh ngày hỏa có đủ hỏa hoặc mộc, sinh ngày mộc có đủ thủy. Ví dụ bên dưới, sinh ngày kim, sinh tháng kim.
còn nhật can nhược không tốt như nhật can cường vượng. Trong ví dụ này, sinh ngày thủy, mệnh không đủ thủy, sinh vào tháng hỏa vượng thì khắc kim thủy. Ví dụ ở dưới, ví dụ số 14, sinh ngày thủy, hỏa thổ vượng khắc đi bản thân của mình. Và một điều chư vị nên lưu ý, trụ tháng sinh có lực mạnh nhất trong tứ trụ. Nếu sinh vào mùa hè, sinh vào ban đêm cũng là của mùa hè, không thể nào có khí lạnh được. Từ trường người vượng khí. Trường là năng lượng, con người có tần số năng lượng khác nhau, khi vui vẻ, khi buồn cũng khác. Người giác ngộ, yêu đời có tần số cao hơn người khác. Vạn vật cũng như thế, đều có năng lượng nhất định. Một người có từ trường năng lượng cao và lành, do có căn, do luyện tập, do môi trường, do sự tu hành mà có được. Chúng ta dễ cảm nhận và bị thu hút bởi những người có năng lượng lành này. Tần số năng lượng sự vật thông qua tính chất vật chất, môi trường và tác động từ trường của con người vào. Ví dụ, vàng là kim loại quý hơn bạc. Một chiếc vòng vàng được người có vận khí tốt sở hữu, thường đeo trên tay, từ trường của người chủ sẽ ảnh hưởng đến món trang sức ấy. Khi ta mua hay được tặng một vật nào đó, giả dụ một chiếc đồng hồ hoặc một chiếc ô tô, người chủ cũ là người có vận khí tốt, tâm tánh tốt, ta ít nhiều sẽ lây sự may mắn từ họ. Ngược lại, người từng sở hữu đồ vật ấy có vận khí kém, tâm hạn hẹp, cuộc sống thất bại, ta sẽ ảnh hưởng vận suy khi dùng món đồ mua lại. Giả dụ có những chiếc Rolls Royce được ngân hàng đấu giá từ tài sản thanh lý, những người có tiền vẫn không dám mua. Đặc biệt, cẩn trọng với những món đồ quý, vì đồ càng quý càng dễ bị nguyền rủa, nhất là những món đồ không rõ nguồn gốc. Chúng dễ bị ám bởi những người chủ cũ, những người đã về thế giới bên kia, nhưng họ luyến tiếc lại những vật dụng quý giá xưa kia. Bạn có thể tự kiểm chứng việc này bằng cách đến khảo nghiệm ở những tiệm bán đồ cổ, sẽ nhận thấy những từ trường không lành. Chính vì từ trường con người có tác động lên đồ vật, chúng ta có thể khấn nguyện. Khấn nguyện cho đồ vật hay trang sức của mình thêm sinh khí, gia tăng từ trường lành. Điều này tương tự nghi thức gia trì sái tịnh, đồng thời cũng có ý nghĩa chú nguyện lời lành vào thức ăn thức uống trong kinh Địa Tạng cũng tương tự như thế. Tại Nhật Bản đã có vị giáo sư dùng nước thí nghiệm. Ông cho 2 ly nước ở 2 môi trường khác nhau, nghe các loại nhạc, nghe người nói chuyện trực tiếp thông qua điện thoại, nói lời yêu thương và lời mắng chửi. Dưới kính hiển vi, 2 ly nước có trạng thái tinh thể hoàn toàn khác nhau. Phương pháp chú nguyện vào vật rất đơn giản. Mỗi ngày cầm một vật ấy, tụng một hồi kinh hay nói những điều lành kèm tâm trạng thanh tịnh. Tóm lại, nếu chư vị muốn bản thân của mình vượng khí, muốn kết giao với những người vượng khí, muốn ngôi nhà của mình nhiều sinh khí, chư vị nên giữ tâm thiện, nói lời thiện, làm người thiện, tự khắc từ trường chư vị tạo ra sẽ là năng lượng lành. Chương 9.2 Cách chọn dụng thần. Ta đã trải qua 8 chương với những lá số ví dụ, chương này hướng dẫn chi tiết chọn dụng thần. Mời chư vị tra cứu. Đầu tiên, xét tính chất mệnh ngày sinh, thuộc âm hay dương. Trong ví dụ này, ngày giáp hành mộc dương. Ngày dương thì thích hình khắc, không ngại đấu tranh. Thứ hai là xét địa chi tháng sinh và tiết khí. Ví dụ, người này sinh tháng thân, thân thuộc kim, có ẩn thủy trong đó, tiết khí bạch lộ, có nghĩa là kim vượng. Thứ ba, xét sự hợp hóa của địa chi. Trong ví dụ này, Khải Toàn xin bổ sung thêm, người sinh ngày thuộc mộc, cạnh hai bên chủ giờ và chủ tháng có cùng ngũ hành thường là mệnh tốt. Ví dụ người sinh ngày hỏa cạnh bên, người sinh ngày đinh hỏa cạnh bên có bính hoặc là đinh hỏa cũng là tốt. Trong ví dụ thực tế này, người sinh ngày giáp hành mộc, cạnh bên có ất và giáp, ngay cả năm cũng có ất mộc, thường là mệnh tốt, cuộc đời dễ gặp quý nhân. Về sự hợp hóa, lá số này thân dần có xung khắc nhau, còn sửu và sửu
và thân và dần không có lục hợp. Kế đến ta xem nhật can ngày sinh này thuộc vượng hay nhược. Trong thực tế này, sinh ngày mộc, sinh tháng kim, tức là nhật can nhược. Trong trường hợp thực tế này, người này không quá nhược tại vì họ có nhiều mộc kèm theo. Mộc vào mùa thu không phát huy được nên vẫn xem là nhật can yếu. Khải Toàn xin nhắc lại, đầu tiên xét tính chất nhật can thuộc âm hay dương, tức là mệnh ngày sinh. Tiếp theo xét tính chất địa chi và tiết khí. Người sinh vào các tháng thìn, tuất, sửu, mùi thì phải xem chính xác 24 tiết khí như thế nào. Kế đến, xét nhật can vượng hay nhược. Để chọn chính xác dụng thần một lá số, đây là những phương pháp căn bản, cần thêm người tra cứu, khảo sát và có những kinh nghiệm nhất định. Sự hợp hóa của lá số. Đây là bản tam hợp lục hợp, còn đây là bản trực xung phá hại hình. Trong mệnh lý, tứ trụ hoặc là thời vận hoặc là tiểu vận, đại vận là 10 năm, tiểu vận là mỗi năm. Gặp được tam hợp lục hợp thường là tốt, tuy nhiên phải đúng với dụng thần. Gặp được trực xung phá hại thường là không tốt. Ví dụ số 15, người này sinh ngày kỷ hành thổ, sinh tháng ngọ thuộc hỏa, đây là nhật can vượng, vượng tức là tốt. Ngọ mùi là hợp hỏa, các bạn xem theo cột. Tỵ ngọ mùi là tam hợp hỏa. Tuất ngọ cũng hợp hỏa. Giáp kỷ hợp thổ. Đây được xem là mệnh rất tốt nếu chưa xét về thời vận. Ví dụ số 16. Người này sinh ngày đinh hành hỏa âm, sinh ngày thuộc hỏa. Trong tất cả những ví dụ, nếu xét dụng thần, ta phải xem cung tài tinh của mình là gì, thường ưu tiên chọn cung tài tinh. Trừ khi cung tài tinh quá vượng, ta mới cần cái cung sinh trợ cho mình. Ví dụ số 21, sinh ngày canh thành kim, sinh tháng mùi, là thổ hỏa, tiết khí đại thử, là thổ hỏa quản, mệnh có ngọ mùi hợp hỏa. Đây là mệnh kỵ hỏa thổ, cần thủy. Ví dụ số 22, sinh ngày giáp hành mộc, sinh tháng tuất, tuất đại diện cho hỏa khố, đại diện cho hỏa thổ. Mệnh có lục hợp thuộc kim, tuất dậu là kim. Mệnh này kỵ kim, mệnh này cần mộc và thủy. Ngoài tìm ra dụng thần, nên biết kỵ thần là gì để hạn chế những rủi ro. Ví dụ một người kỵ hỏa, không nên ăn cay nhiều, không nên ăn lẩu nhiều và cả không nên uống rượu. Mệnh có phải do nghiệp? Nghiệp lực là những hạt giống ta có thể mang theo vào giấc ngủ, mang vào tàn thức, mang theo khi tái sanh. Nghiệp lành sinh trong gia đạo tốt, nghiệp dữ sinh trong gia đạo kém may mắn. Nghiệp đời trước sinh ra mệnh đời này. Hay nói, sự là việc làm, nghiệp là kết quả. Tác nghiệp, tốt nghiệp, lập nghiệp, đồng nghiệp, sự nghiệp, thất nghiệp. Mỗi hành động là tạo nghiệp. Nghiệp phân ra hai nhóm, thiện hoặc là ác. Làm lâu ngày sẽ tích lũy nghiệp, đủ duyên nghiệp sẽ báo. Lúc tạo là nhân, lúc báo là quả. Đời này sướng khổ do nghiệp từ đời quá khứ và những tạo tác trong trước kia. Đến khi lâm chung là cận tử nghiệp. Nghiệp dẫn ta về con đường nào? Do ta chọn. Do tàn thức dưới những chủng tử nào nhiều, thiện nhiều hay ác nhiều? Hãy tự quán xét, mỗi sáng thức dậy ta làm gì, đi đâu, có phải do thói quen? Vài năm nay có sở thích gì, thường tham gia những hội nhóm ấy? Rồi một đời tích lũy những nghiệp gì, đời sau sẽ tương ưng gia cảnh cùng nghiệp. Giả dụ, người đang có nghiệp thích tu tập, khó lòng hòa nhập với nhóm người thích tiệc tùng vì khác tần số. Khi chư vị học thuật số, đủ công phu, đủ khả năng, tinh thông luận mệnh, luận được họa phúc trong mệnh,
và tìm phương pháp thay đổi, chuyển hung thành cát. Tuy nhiên, không thay đổi được là bao, giỏi lắm được 2 đến 3 phần. Vì mãi lây hoay với ngũ hành, với dụng thần, khéo lắm thay đổi 2 3 phần là cùng, không như ý nguyện. Vì sao như thế? Như phần đầu Khải Toàn trình bày, việc phong thủy không thay đổi được nghiệp quả, không gì thay đổi được nghiệp quả. Nhà Nho bảo rằng mệnh do trời, tức do thiên định. Pháp Phật bảo mệnh do nghiệp. Cả hai đồng luận điểm, mệnh vốn đã định, vốn có từ trước. Một bên do trời định, một bên do nghiệp. Nếu chư vị tin mệnh do trời ban, chư vị không còn khả năng thay đổi vận mệnh, để mặc cho ông trời ban phước giáng họa. Ngược lại, nếu nghiên cứu kinh, tâm khai ngộ, ngộ được mệnh do nghiệp mình đã tạo, chư vị có nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh khác với sinh thần bát tự vốn có. Con người đau khổ chính vì mê lầm chấp ngã. Để thoát khỏi mê lầm, thoát khỏi khổ đau, cần một niềm tin chân chánh, cần niềm tin mãnh liệt để hạ công phu thay đổi số mệnh. Nhưng mãi lây hoay, không biết chọn con đường nào để đi. Ví như câu nói, đức năng thắng số. Cái gì là đức, cái gì là năng? Làm sao gia tăng phúc đức? Hoàn toàn không biết, không có phương pháp. Thế thì không có cơ hội thay đổi số mệnh. Tu học cũng không ngoài những nghề nghiệp của thế gian. Cần phương pháp, phương tiện cụ thể, cần thời gian, cần thực hành, nên nói văn, tư, tu. Văn là lời dạy từ người đi trước, là phương pháp cụ thể, là phương hướng, là kim chỉ nam, ví như la bàn xác định phương hướng. Tư là tư duy, suy xét, là trí tuệ, nghe lời dạy, tự mình tư duy, suy xét. Tu là thực hành, ứng dụng phương pháp đã tư duy, mới có thể được thành tựu. Có như thế mới đúng câu trong Kinh Pháp Cú, các người phải tự thắp sáng ngọn đuốc lên mà đi, thắp sáng đuốc lên với chánh pháp. Khải Toàn tu học thông qua hành thiền, nghe giảng kinh, nghe một đến hai bộ kinh, nghe trong nhiều năm. Một ngày nghe nhiều giờ, tư duy lời dạy, tự mình thực hành. Chư vị học phong thủy hay tu học cũng như thế, tất cả chỉ là văn tự, chúng ta cần tư duy và cần thực hành mới mong tiến bộ. Khải Toàn khuyến thiện chư vị tìm cho mình một pháp môn tu hành để tạo nghiệp lành, tạo hạt giống quang minh, lưu vào kho chứa hạt giống tạng thức cho mai sau. Pháp là phương pháp, môn là cánh cổng hay con đường. Đây là ngày sinh của mình. Trong bát tự tứ trụ thì năm tháng ngày giờ, cái ngày sinh của mình là hạt giống. Người sinh ngày quý hành thủy, đại diện cho người giàu tình cảm, bảo thủ, mình khó thay đổi quan điểm mới. Thường mình tin vào một cái điều gì đó thì mình chắc chặt vô cái điều đó. Yếu tố tốt là cái người giàu tình cảm nhưng mà mình khó thay đổi cái điều mới trong cuộc sống. Sinh ngày thủy, sinh tháng thủy, tiết khí vào đông, hợi là thủy. Hợi tí hợp thủy, hợi tí sửu hợp thủy, thủy quá nhiều mất cân bằng. Mình sinh ngày thủy âm, trụ hợi cũng là hành âm. Thường tính cách xét theo cột ngày, cột tháng và cột năm. Hợi đại diện cho người ít phương tranh, người ta sao kệ người ta. Tí thì có phần bảo thủ, cố chấp. Bên trong là hướng nội, có một phần hướng ngoại. Người sinh ngày thủy tháng thủy, người quá nhiều thủy, xử lý theo cảm tính nhiều hơn là lý trí. Mình làm cái gì mình cũng theo cái tình cảm bên trong của mình, đôi khi bỏ qua lý trí, ví dụ là thương yêu ai đó trong gia đình chẳng hạn. Cái nhiều quá là mất cân bằng, thủy nhiều quá thì sẽ khắc đi cung hỏa. Hỏa là cung tiền bạc, cung cha của mình, vận của cha không tốt. Thì phong thủy là từ trường, mình dùng cái từ trường phù hợp thì nó giúp cho mình cân bằng bên ngoài. Và bây giờ mình đã nói đến là ngày tháng năm mình sinh ra là từ đời trước qua đời này. Nhà mình, người thân của mình biết được là khi nào
họ phát triển ra sao và mình gặp gỡ họ khi nào. Nhưng mà ngày tháng năm sinh của mình từ đời trước là mình không thấy được, nên mới gọi là họa phước là do nghiệp. Thì cái bài này nghiệp là gì? Nghiệp thì chia ra thiện và ác, mỗi người là biệt nghiệp, nhiều người là cộng nghiệp. Hạt giống của mình tốt, cái gốc là tốt nhưng mà thời vận không tốt. Thế thì mình có hỏi tại sao mình lại cộng nghiệp với những người trong gia đình kém phước, kém may mắn? Là do cái hạt giống của mình, tất cả những cái chủng tử mình làm nó chứa vào cái kho chứa, tạm hiểu là cái linh hồn, cái tàng thức. Mình chứa cái gì, mình tương ưng với những cái hạt giống đó, nó sẽ đi tìm những cái hạt giống cùng tần số. Mỗi người là biệt nghiệp, cộng nghiệp là cùng chung với nhau. Nên nói là sự nghiệp, tác nghiệp, đồng nghiệp, tốt nghiệp. Làm lâu ngày thì mình sẽ tích lũy nghiệp. Tích lũy thì mình sẽ có gây oán và gây ân. Ân và oán thì sau đó thì nó sẽ có nghiệp báo. Đến cuối đời là cận tử nghiệp, nghiệp dẫn mình đi về con đường mình đã chọn, do mình đã tạo trong quá khứ. Không ai dẫn mình cả. Thì bây giờ mình nói là tu học, tu hành hay tu sửa, là tu sửa hành vi, lấy đời sống hành vi hàng ngày ra sửa đổi. Thì trước là giảm nghiệp, sau là chuyển nghiệp, cuối là dứt nghiệp. Bước đầu đối với cái người có gia đình, công việc, cơm áo gạo tiền thì mình mong giảm được nghiệp. Ví dụ với cái ngày tháng năm sinh này, không mong cầu nhiều vào tình cảm, xử lý nên dùng lý trí nhiều hơn là cảm tính. Chính vì mình giàu tình cảm quá nên thường mình đau khổ quá là do mình mê. Mê là không thấy lẽ thật. Mình bị ảnh hưởng bởi số mệnh, phước họa nó có trong số mệnh, và mình bị ảnh hưởng bởi âm dương. Mình chưa phải bậc đại tu hành nên mình ảnh hưởng bởi ngày tháng năm sinh của mình và âm dương chi phối. Nên mình 9 phần mê, 1 phần tỉnh. Mình mê là tại vì mình chấp. Mình chấp nhà của mình, cái này của mình phải như vậy, mình phải như thế kia. Để mình tỉnh nhiều hơn mê thì cái con đường duy nhất của mình là tu. Tu và hành, tu sửa hành vi và thực hành để mình giác, giác là thấy lẽ thật. Thì tu sửa hành vi có pháp thế gian, những ngành nghề dạy mình để mình kiếm tiền, để mình sinh sống với cái môi trường xã hội là pháp thế gian. Pháp thế gian giúp mình kiếm tiền, giúp mình thuận lợi hơn trong cuộc sống, nhưng mà không thể nào giúp mình giác được. Nếu mà những người mà thành công sớm khi còn trẻ thì pháp thế gian là họa chứ không phải là phước. Ngồi thiền giúp cho cái thức thứ bảy nó thanh tịnh. Nghe giảng kinh giúp cho những cái lời lành trong kinh vào cái kho chứa của mình. Gặp thiện tri thức, gặp người lành giúp cho mình mở mang trí tuệ. Thì ba pháp này là ba pháp học. Nghe giảng kinh có một cái công năng rất là lớn, là tại vì kinh luật luận. Kinh là Đức Phật nói, luật là giới luật tu hành, luận là luận giải lại chân kinh. Bước đầu mình ngồi thiền, mình đọc kinh, mình không nhớ lời kinh thì gọi là đọc kinh, nhớ rồi thì gọi là trì kinh, tụng kinh, niệm kinh. Bước đầu chỉ là ở dừng lại ở cái bước là để cho ba nghiệp của mình nó thanh tịnh, không giúp mình giác ngộ được, tại vì mình không hiểu. Nhưng mà bước đầu, thế thì mới nói là mình bước vào một cái nhà thuốc. Mình không thể nói là tất cả loại thuốc ở đây là không phù hợp với mình. Thế thì có thuốc tốt với mình, có thuốc mình chưa cần và có thuốc hợp với người khác. Thì cái liều thuốc mà đọc kinh và ngồi thiền nó phù hợp với mình ở cái giai đoạn sơ khai, ở cái giai đoạn sơ học, nên ít nhiều mình vẫn phải trải qua. Chứ bây giờ mình chưa có đọc kinh, mình chưa ngồi thiền mà khi mình nghe giảng kinh liền mình không nghe được. Hoặc là ít nhất mình đã có, ít nhất đã có trải qua đau khổ phiền não thì mình mới thấm được những lời trong kinh. Thì nghe giảng kinh là một cái phương pháp thực tế nhất với người Việt của mình. Thì nghe giảng kinh và mình thực hành những lời trong kinh là hành, thì những cái lời lành nó mới vào cái kho chứa. Trong những pháp tu đơn giản nhất là lục bộ độ hạnh Bồ Tát, là sáu hạnh của Bồ Tát. Sám hối là bước đầu tiên để mình giảm đi những cái chướng bên ngoài.
Còn chướng bên trong là do nghiệp của mình tạo, tự mình chướng bên trong. Mình phải tự sửa cái nghiệp của mình mới giảm chướng bên trong, còn chướng bên ngoài thì mình sám hối. Thì dần dần mình mới giảm đi khác cái số mệnh vốn có của mình. Khấn nguyện là một cái phương pháp giúp cho mình tăng thêm cái sự tinh tấn và kết nối với bên trên. Ngồi nương vào cái ghế, đi đứng nằm ngồi, tất cả mình nương vào những vật bên ngoài. Thế thì cái việc khấn nguyện nương vào bên trong, tự lực bên trong và nương vào bên ngoài, thì hai cái bước sám hối và khấn nguyện giúp cho mình giảm đi cái chướng và tinh tấn hơn trên đường làm lành. Nghe giảng kinh là cái liều thuốc tiếp theo để giúp cho mình khai sáng đi cái sáng hơn cái trí, để mình hiểu cái lời trong kinh. Ví dụ sao là sống thiện, sao là sống ác. Nếu mà không nghe giảng kinh, mình không hiểu được, không giảng trạch được rõ ràng. Lục độ hạnh Bồ Tát là cái pháp môn tu thực tế giúp cho mình giảm phiền não, thêm an lạc. Bố thí là cho đi, trì giới là giữ đạo, nhẫn nhục giúp cho mình dễ thành tựu. Đến một giai đoạn nào đó mà mình vẫn còn khổ mà chưa có vui được, thì mình nên biết mình còn chướng. Thì cái phương pháp giảm oán gia, giảm chướng là mình tu sửa ba nghiệp và mình sám hối. Đến cuối cùng đủ khả năng rồi thì mình tự nhiên, mình an vui tự tại. Chương 10.2 chọn ngày lành. Ngày lành là ngày tốt với năm tháng hiện tại. Ví dụ năm Ất Tỵ, ngày lành là ngày Sửu, Dậu, Ngọ, Mùi. Vì Sửu Dậu với Tỵ là hợp kim, Ngọ Mùi với Tỵ là hợp hỏa. Ngày lành với năm tháng hiện tại không hẳn sẽ hợp với ta vì lá số mỗi người khác nhau. Ví dụ năm Giáp Thìn, ngày 10 tháng 1 2025 nhằm ngày Kỷ Mão. Ngày này là ngày lành với năm tháng hiện tại, nhưng không tốt với ai kỵ mộc, tốt với người khuyết mộc. Người khuyết mộc thường sinh vào mùa thu. Ngày 15 và ngày 16, ngày Thân, ngày Dậu, tốt với ai khuyết kim. Ngày 19 tháng 1, 2025, ngày Mậu Tý, tốt với ai khuyết thủy. Chúng ta chọn ngày lành, lành với năm tháng hiện tại hoặc không xung khắc với năm tháng hiện tại, nhưng tốt nhất có dụng thần của chúng ta. Ví dụ khuyết mộc chọn ngày tháng có dần mão, khuyết hỏa chọn ngày tháng có tỵ ngọ, khuyết kim chọn ngày tháng có thân dậu, khuyết thủy chọn ngày tháng có hợi tý sửu. Nên kết hợp, có thể kết hợp thêm với tam hợp của năm sinh. Các bạn nhìn vào đồ hình. Nếu chọn một ngày lành cho nhà cửa công ty, ta dựa vào hướng nhà. Ví dụ hướng ngọ, những ngày có ngọ là những ngày không tốt với hướng nhà. Trong nhà cửa, ta chọn tọa làm chính. Ví dụ nhà hướng ngọ, tọa là bắc, bắc có cung tý, nên chọn tam hợp với tý, ưu tiên nhà và không xung khắc với gia chủ. Ví dụ nhà cửa hướng tây, tọa là mão, những ngày hướng tây, những ngày tháng có dậu là không tốt với nhà. Những ngày hợp với mão, ví dụ là hợi mùi hoặc là mão dần, đều là tốt với nhà. Mời chư vị xem tiếp các chương tiếp theo của nhóm học phong thủy cơ bản. Nhóm học phong thủy và tu học như thế nào, mời chư vị xem từng chương tiếp theo, tự mình có được những kinh nghiệm quý giá. Một mật mã của lá số trong tứ trụ như thế nào đều có ghi rõ. Học nhóm cơ bản có thể ứng dụng phong thủy loan đầu, tức phong thủy nhà ở về hình thể, nắm bắt được sự tốt xấu của một mảnh đất như thế nào. Chào cả nhà trở lại. Chương 10.3 Ngày Đại Sát. Khác với chọn ngày lành để tiến hành hỷ sự, chọn ngày cúng kiến và lao dọn bàn thờ thì nên chọn ngày âm. Tính theo đốt ngón tay, ngón lẻ là dương, ngón chẵn là âm. Ví dụ Tý, Dần, Thìn, Ngọ là số lẻ là ngày dương. Sửu, Tỵ, Mão, Mùi số chẵn là ngày âm, hay còn gọi là ngày trừ. Chọn ngày cúng kiến lao dọn bàn thờ trong nhà nên chọn những ngày hành âm. Chọn ngày để chấn áp quỷ thần, chọn ngày hành âm hoặc ngày Long Hổ. Ngày Long Hổ là ngày Thìn và Dần, là hai ngày phù hợp cho việc chấn áp quỷ thần.
Cõi ta sống là không gian ba chiều, ngay cùng không gian nhưng nhãn thức, nhĩ thức sẽ không như nhau. Giả dụ trẻ em trước 8 tuổi có khả năng thấy được ánh sáng vùng phổ quang rất thấp, có thể thấy được linh giới. Xung quanh ta rất nhiều loại sóng ta không thể thấy được, như sóng wifi, sóng điện thoại. Việc ta cúng kiến là tôn kính những vị ở thế giới bên kia, hãy cẩn trọng khi cầu xin. Cầu xin khi được chưa hẳn là phúc. Thế nào là ngày đại sát? Có một ngày hung sát là ngày canh thân. Theo ghi chép thì đây là ngày nhiều sát khí. Người xưa đã tính theo vòng 60 giáp tý, lấy 10 can cộng 12 chi gộp lại thành một vòng 60. Trong mệnh lý thường vào năm 60 tuổi sẽ phạm phục ngâm. Giả dụ tuổi canh tuất, đến 60 tuổi gặp năm và vận canh tuất ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Theo 60 giáp tý, 60 năm sẽ có một năm canh thân, 60 tháng cũng một tháng canh thân, và 60 ngày sẽ có một ngày canh thân. Canh hành kim và thân cũng hành kim, kim vượng là sát. Vào ngày tháng canh thân, nhiều việc không may thường xảy ra vào ngày này. Tâm tánh con người dễ cực đoan hơn. Ví như đến ngày rằm, do lực hút của mặt trăng có hiện tượng chiều cường trên địa cầu. Trong sách Tứ Trụ đã ghi chép về ngày canh thân này. Và ngay cả hàng ngàn mệnh lý Khải Toàn đã xem qua, 100 người mệnh ngày canh, hơn 80 người đường tình cảm kém, đa phần là nữ. Nếu nhật can là canh, tức ai sinh mệnh ngày canh, trong Tứ Trụ xuất hiện thêm tuất hoặc thân, tỷ lệ thì lên đến 95 trên 100 trường hợp. Thường là nhiều chướng ngại đường tình cảm, khó tìm được đối tượng tình cảm viên dung trước 40 tuổi. Những người sinh ngày canh hành kim hoặc tháng canh thân sẽ có tính cách và lời nói nhiều sát, dễ gây hiểu nhầm. Dù có rất nhiều phương pháp chọn ngày lành, chư vị hạn chế chọn ngày canh thân. Tổ sư nói về tam thi thần hay còn gọi là ba hồn bảy vía. Người xưa cho rằng trên cơ thể người có tam thi thần, tức ba vị thần trong cơ thể. Thượng thi thần quản phần đầu, làm cho ta tham lam, mụ mị. Trung thi thần quản dạ dày, làm cho ta ham ăn, mê đắm hưởng thụ. Hạ thi thần quản bàn chân, làm cho ta si mê dục vọng, làm điều quấy phá. Khi con người chết đi, họ sẽ biến thành quỷ, vì quỷ mới thọ nhận vật tế. Đối trị với tam thi thần là thiện thần và ác thần ở hai vai ta. Cứ 60 ngày vào ngày canh thân, tam thi thần sẽ tâu lại với trời. Trong 10 cõi, cõi trời quản cõi người và cõi thần, tâu lại những việc thiện ác ta đã làm. Ngày canh thân vừa là kim vượng, vừa là mật mã nhiều sát. Phàm những người có mộc hỏa vượng có thể chống đỡ ngày tháng kim nhiều này. Tuy nhiên, người có công phu tu tập sẽ giảm họa đáng kể. Chư vị sơ học tu sửa, đừng vội tin vào những điều trên. Hãy tự mình khảo nghiệm. Giả dụ những lúc thời vận kém, vận khí suy, tâm mình như thế nào, những người mình gặp, những nơi mình đến đều bất như ý. Khi vận khí suy, từ trường sẽ tương ưng, khó gặp được thiện tri thức. Hành thiền là phương pháp đơn giản giúp tâm an tịnh, cảm thọ những gì đã trải qua. Mời chư vị xem tiếp các chương tiếp theo của nhóm học phong thủy cơ bản. Người học nhóm cơ bản tự mình tra được những mật mã của một lá số trong mệnh lý theo bát tự tứ trụ, có thể ứng dụng phong thủy loan đầu, phong thủy nhà ở giúp từ trường hài hòa. Môn học nào cũng cần phương trình và phương tiện, phong thủy và tu học cũng như thế. Biết phương pháp, tìm được phương tiện phù hợp, có thầy lành bạn tốt, ta dễ dàng đến đích. Ngược lại, không biết phương pháp sẽ nhiều gian nan và có thể sẽ không đến được đích. Ví như mua một món đồ luôn có hướng dẫn kèm theo. Học phong thủy là tu sửa từ trường của bản thân và không gian sống. Tu học theo giáo lý trong kinh là tu sửa tâm tánh. Những lời trong kinh giúp ta sửa đổi hành vi. Thay đổi từ trường không gian sống là thay đổi bên ngoài. Chỉnh sửa hành vi là thay đổi bên trong. Đủ công phu sẽ đạt được thành tựu. Khải Toàn rất cảm mến chư vị Bồ Tát đã dành nhiều thời gian xem hết 1/2 bài của nhóm 1. Đây thật là duyên lành khi được chư vị mở lòng. Chương 36.1 Tài vị và văn xương cung.
ai cũng mong muốn có tài vị và ai cũng mong muốn tìm ra vị trí văn xương. Có được vị trí văn xương, ta có thể dễ dàng học hành, thi cử, tốt cho sự nghiệp và công danh. Văn xương trong gia đình là văn xương về phong thủy địa lý và văn xương trong bát tự tứ trụ là theo nhật can. Ví dụ, người sinh ngày Giáp, trong bát tự có Tỵ là có văn xương. Mời chư vị nhìn vào đồ hình. Trong ví dụ này, Nam Tân Mùi tháng Quý Tỵ, ngày Tân Hợi, ngày Tân hành kim. Ta tra theo bảng này, Tân thấy Tý là văn xương. Người này nếu sinh vào buổi khuya giờ Tý tức có sao văn xương. Nếu trong tứ trụ không có văn xương, ta có thể tìm vị trí văn xương của người này. Nhà hướng Nam, vị trí văn xương tại cung Tý hướng Bắc. Đặt bàn làm việc, bàn học tại đây sẽ giúp tinh thần minh mẫn. Đối với mệnh này, sao văn xương và sao hàm trì cùng một cung với nhau. Hàm trì đại diện cho duyên ăn nói, gặp gỡ. Trong phong thủy nhà ở, ta tìm ra quẻ tổ hợp có phương vị tốt. Trong ví dụ này, có nhất bạch, sao cát tinh. Tại cung Tây Nam ta có Mùi, Khôn, Thân. Mùi là tài vị của cung Tây Nam. Tại cung Mùi, ta nên có két sắt hoặc đủ tiền. Tại hướng Nam, ta có nhất bạch ở tọa, cũng là tài vị. Ta tra theo. Tại cung Ly, vị trí tài vị tại bính lẫn ngọ. Tức khu vực này, khu vực bính và khu vực ngọ trong đồ hình này nên có két sắt, tủ tiền. Chào cả nhà trở lại. Chương 43 nhóm 3. Vào chương này là phân tích về bát tự tứ trụ chuyên sâu. Vận mệnh được thấy trong sinh thần bát tự và thời vận. Người có căn học thuật cần thời gian tra cứu, khảo nghiệm mới có thể luận đoán chính xác. Cung tài lộc là mật mã quan trọng nhất của một lá số. Mệnh không có tiền tài, cuộc sống vô cùng khó nhọc. Mệnh đã không có tài khố, đời này có tính trăm ngàn kế cũng không có tiền của, trừ khi hạ công phu tu tập và bố thí. Kẻ toàn xin chia sẻ vài phương pháp tính tài lộc trong vận mệnh. Một là mệnh có tứ khố. 2. Là mệnh có lộc thần. 3. Nhật can yếu, tài nhiều, hành vận ấn tinh. 4. Nhật can mạnh, hành vận có thực thần, tài tinh. Ví dụ thứ 1. Mệnh có tứ khố hoặc là mệnh có tam khố gặp thời vận có tứ khố. Mệnh có thìn, tuất, sửu, mùi được xem là hội đủ tứ khố, hoặc là năm thìn, tháng mùi, ngày sửu, hành đại vận có chữ tuất. Tuy nhiên cách cục này dễ ứng nghiệm với mệnh ngày nhật can là mộc hoặc hỏa. Thổ vốn là tài tinh của hai ngày sinh, tức là hai nhật can ất và giáp. Nếu ngày sinh thuộc bính đinh thì thổ là cung sinh vượng cho nguồn tài. Cách cục thứ hai, nguyệt lệnh kiến lộc, tức là lộc thần. Ngày sinh giáp có dần. Trong bài đầu tiên chương 1 đã có một ví dụ. Ngày ất có mão, ngày bính thấy tỵ, ngày đinh thấy ngọ. Nếu mệnh có lộc thần, cả đời dễ kiếm tiền hơn. Mệnh không có lộc thần, gặp năm hoặc đại vận có lộc thần, chỉ kiếm tiền trong thời gian ấy. Tuy nhiên, mệnh có lộc thần, gặp lại thời vận có lộc thần là hao tài phá tài. Ví dụ người sinh ngày giáp, trong tứ trụ có chữ dần, gặp đại vận dần hoặc năm dần là mệnh hao tài, là giai đoạn hao tài. Tuy nhiên, lộc thần cũng phải xem là dụng thần hay kỵ thần. Giả dụ, ngày quý có tý là có lộc thần, tuy nhiên tý này phải là dụng thần của ngày sinh quý. Ví dụ 4, nhật can vượng, hành vận có thực thần, tài tinh. Ngày sinh kỷ là thổ âm. Sinh tháng ngọ hỏa. Ngọ tuất hợp hỏa, ngọ mùi hợp hỏa, mệnh lại nhiều thổ.
nhật can vượng. Mệnh hoàn toàn không có thủy. Thủy là cung tài với mệnh này. Cung ta sinh ra đại diện cho thực thần. Cung ta khắc là cung tài tinh. Mời các vị xem ở chương tiếp theo. Thời vận 48 trở đi, vận nào cũng có kim và thủy, vận nào cũng có tài tinh và thực thần. Là giai đoạn nhiều cơ hội kiếm tiền.